Xong chúng mình xua này các bạn ngọc này cầm phong tiền đam tam đan này tu sinh là nơi ở video riêng kỹ ta chúng mình như thế này rồi thay ní giờ nâng hạn word nơi first string exercises người ta dừng hạn word nơi sai thì mùi crop lên nhà mình là sai thì mùi bay crop đồng bộ hay nâng dừng hạn word nơi là bình chì được khá lưu bằng toát lên hay cái đôi chì mình bằng toát mùi tiết cứ mình toát để đầm nàng ở xài kịch tá để xung mơ một căn ít rộng tổng hợp này dường khởi dường ăn vọt lời lệnh mùi muốn chẳng dường bàn riêng được hai cao phi mệt vào vị tổ muốn dường bàn riêng ông phi rụt biếp mơ crop lên nô lơ xài kịch tá chẳng dường năng tha dường bàn riêng bày cọ cho mình đi hỏi miền crop mỹ để dường kè kèm hóa miền crop phá chặt cái này hay crop xó chặt trong cái này hay dân của ban riêng của mình hay đá nơi lơ crop lên là lơ bên kia được khá đá viên nơi xe ở crop mỹ nơi trong bàn toát ná phá nơi trong bàn toát ná hay sau nơi trong bàn toát ná chân thái ní dân ảnh nó vọt cho mùi nước này tập dân chập đám nơi lịch muối hay khăn crom của dân ban mơ đá ban miền đá miền lại miền thi ế bì nó cứ tầm nàng hỏi xài kịch tạp ở dưới hay lịch sâu nâng lịch sâu nâng cứ tầm nàng hỏi chúng luôn tung kịch tá để dân tôi chập tung nè chứ mà lấy số kịch tá cứ chầm hò cứ ở chập thì tung tìm muối cứ tìm mùi thì bấy cứ thì bảy nhé hai tìm muối hai lấy số lấy bấy lấy số hai thằng lớn dân ăn vặt đôi nhau mình làm chẳng tập dân chập đám từ bốn cho đám mì chẳng mình toàn ấy cứ buôn đỏ cứ cọc lấy cứ tu mũ đại viên miên là dẹp buồn đỏ hay dùng kẻ tạm là buồn đỏ buồn bèn tỏ chập đám muối phí bấy buồn mí phí bấy buồn phá phí bấy buồn sol phí bấy buồn phá phí bấy buồn mí phí bảy bốn sáu phí bảy bốn mì phí bảy bốn và chẳng dương mơ từ lời cọp plain hay à cái lại thằng cấm dương nó cái lại thép nó cái lại trang thì ấy biến dương mình bạch mơ biết của bạn đây thì tôi dương là tầm khăn được thằng lớn dương mơ từ lời mình toàn plain mình từ lời cọp plain nhân viên từ lời mình chia được hả chẳng những anh vợ mà đòn tiền, xong rồi giờ mà anh vợ đòi ăn thua từng ngọc mí, tại chẳng mí nó tròn là nó cứ mí cứ nó tròn luôn, bà cứ bẻ cành đá nó chân lóc sai thì buôn sai thì trầm, chứ những cái chùm họ muối phí bảy buồn mí phí bảy buồn phá phí bảy bốn sáu phí bảy bốn phá phí bảy bốn mí phí bảy bốn sáu phí bảy bốn mí phí bảy bốn chẳng không tham này trong này ai vừa bàn là nó nên dương ở châu mò lịch phí đại cọp ở dưới cứ bài pro hỏi cọp lên ở dưới cứ cho từ đó crop tua sọ cứ miền này về pi pel chứ miền tha dương kẻ pi pel mà đó pi pel mà đó ở buôn pel đi buôn tệ ta chứ crop tầm bốn cứ crop mi từ đấy pi pro vì nơi nông về cái nào nó không chỉ lọc sai thì buôn ti pram tọt máu sai ti pram nơi trong cái nào sai ti pram cứ crop sọ xong tôi crop phá tọt máu nơ lơ nâu bì lơ sai thì prám cứ cọp sọt ok tập chậm đào này từ bốn mí muối phí bảy buồn mí phí phá phí mí phí sọt phí phá phí sọt phí phá phí mí phí chân mê tha phí pê cứ dương kè mà đòn ok
ឥឡូវខ្ញុំនឹងរាប់4ពេលបន្តទៅដើម្បីកុំឲ្យរាប់2 2ហ្នឹងឲ្យច្រឡំរាប់4ពេលប៉ុន្តែយើងកេះតែ2ពេលម្ដងទេ1 2 3 4 mi 2 3 4 mi 2 sol fa sol fa mi បាទចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងនេះអាចធ្វើបានអញ្ចឹងយើងរៀនដំបូងផែជាពិបាកមើលបន្តិចប៉ុន្តែយើងនឹងព្យាយាមជាមួយនឹងគ្នាទៅគឺតែនឹងអាចធ្វើបានទេចឹងពេលយើងមើលអញ្ចឹងគឺទីមួយយើងអាចមើលក្របផ្លេនៅលើមិនទាត់បានហើយយើងអាចចេះក្របនៅលើដងហ្គីតារបស់យើងថែមទៀតតោះឥឡូវយើងចូលដល់ទី3ទី3គឺចូលដល់ក្របលីឡំគ្នាហើយមានក្របខ្មៅទូខ្មៅហើយនិងទូសលីឡំគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាទូខ្មៅគឺមួយពេលបន្ទាប់មកទូសគឺពីរពេលហើយចុងចុងមានទូមូល4ពេលអូខេតោះយឺតយឺតយឺត1 2 3 4 mi mi fa fa sol fa mi ត្រាំមួយពេល mi fa sol ត្រាំមួយពេលsol fa mi fa sol 4 ពេល 2 3 4 បាទអញ្ចឹងដោយសារក្របមូលនឹងវា4ពេលយើងកេះទៅយើងត្រូវចោល4ពេលអូខេម្ដងទៀតលេខ3ដដែលតោះចាប់ដើមដោយមីមានមីមី fa fa solfa mi mi fa sol sol fa mi fa mi បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនាំមើលនៅក្នុងលេខ3គឺមានប៉ុណ្ណឹងតោះអនុវត្តម្ដងទៀតយើងចាប់ដើមនៅមី1 2 3 4 mi mi fa fa sol fa mi ត្រាក់មួយពេល mi fa sol ចំពេល sol fa mi fa mi 4ពេល2 3 4បាទតោះឥឡូវយើងបន្តទៅ number 4លេខ4មានលីដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែចាប់ដើមក្របដំបូងគឺក្របសល់ដែលទូសចាប់ដើមនៅក្របសល់អូខេអញ្ចឹងយើងប្រើរៀនទី3ជាក្របសល់ហើយបាទតោះអញ្ចឹងវា2ពេលអញ្ចឹងមានថាកេះទឹងហើយចោលមួយពេល2ណាអូខេហើយបានចូលទៅមុខទៀតតោះចាប់ដើម1 2 3 4សល់មីប៉ាមីមីfa fa fa mi 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 sol fa mi fa sol mi fa pi បាទអញ្ចឹងក្របហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយសូមអ្នកបងប្អូនអនុវត្តយឺតយឺតអាចនៅពេលដែលអនុវត្តហើយអាចស្តុបសារវីដេអូមកវិញហើយស្តុបឲ្យចេញបន្ទាត់ play នៅលើអេក្រង់ហើយយើងរៀនកេះណាអញ្ចឹងក្របវិបោកបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងពិបាកបន្តិចតោះឥឡូវចាប់ដើមម្ដងទៀត number 4លេខ4ចាប់ដើមនៅក្របសល់1 2 3 4សល់មីហ្វាមីមីmi fa 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 mi 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 sol fa mi fa sol mi
គុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសូមអរអ្នកទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយកមេរៀននេះទៅអនុវត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីទី1ជួយវឹកដៃទី2យើងអាចស្គាល់គ្រាប់ចំនួន3គ្រាប់ហើយនៅថ្ងៃនេះគឺមានមីហ្វាសោនៅលើទីតារបស់យើងហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺយើងអាចអានរាល់គ្រាប់នៅលើបញ្ជីរេខានៅក្នុងបទភ្លេងបានដែលវាជួយយើងហើយយើងស្គាល់ពីរយៈពេលនៃគ្រាប់នីមួយៗនៅពេលដាក់ជាមួយនឹងគ្នាទៅតើវាដែលយើងត្រូវលេងវាយ៉ាងម៉េចអរគុណច្រើនម៉ាស៊ីនជំនាញចំងល់មួយក៏មានបញ្ហាអ្វីដែលខ្ញុំបង្រៀនទៅមានការខ្វះចន្លោះអ្វីនោះសូមcomment ខាងក្រោមដើម្បីជួយដើម្បីកែតម្រូវក៏ដូចជាមានចំងល់ក្នុងការនិសួរខ្ញុំបើសិនខ្ញុំអាចឆ្លើយបានខ្ញុំនឹងឆ្លើយហើយសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំផងហើយក៏ដូចជាចុច Like ដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានទឹកចិត្តក្នុងការដែរបន្តធ្វើវីដេអូបន្តទៀតអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយអរគុណសូមជម្រាបលា